Thôi bé đồng ở đây nha em. Ở đây đi, anh vào trong anh xử tên này xong rồi ra mình về cùng. Rồi, một một đâu. Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu. Trước khi bắt đầu video thì mình muốn giới thiệu với các bạn một tựa game âm nhạc rất là hay luôn. Đó chính là Dot & Beat, là một tựa game giúp chúng ta có thể giải trí, thư giãn sau những giờ học tập làm việc căng thẳng bằng cách vừa chơi game vừa lắng nghe những giai điệu mà mình thích hoặc là những giai điệu có sẵn trong tựa game ấy. Và kho nhạc trong đây thì rất là khổng lồ luôn nhá, nên tha hồ mà trải nghiệm. Bên cạnh đó còn có chế độ chơi BK giúp chúng ta có thể chơi trực tuyến với những người chơi khác và nhận thêm kim cương để có thể mở khóa thêm nhạc nè. Và hệ thống item trong đây á, thì cũng rất là phong phú luôn, có rất là nhiều tạo hình nhân vật dễ thương và có người nhện nữa nè. Ok, chắc bây giờ mình sẽ mua người nhện và trải nghiệm người nhện cùng với tựa game Dot & Beat này luôn nhá. Còn về cách chơi của tựa game này á thì khá là đơn giản, chúng ta chỉ cần chạm vào màn hình để điều khiển quả bóng nhảy theo nhịp điệu của bài hát, qua trái qua phải hoặc là theo đường zigzag ấy. Và khi mà chúng ta đi qua những cái viên bóng nhỏ màu trắng ở chính giữa những cái thanh đó thì chúng ta sẽ được điểm hoàn hảo nhá. Và trên đường đi thì có những cái viên kim cương màu cam kìa, chúng ta có thể nhặt nó để mở khóa thêm những item hoặc là những cái bài hát hay hơn để trải nghiệm nhá. Rồi giờ thì mình sẽ cố gắng hoàn thành nốt bài nhạc này. Đó, vừa chơi game vừa được nghe nhạc mình thích nào hoặc là những giai điệu vui tươi có sẵn thì tuyệt vời còn gì bằng, đúng không? Đó, và nó cái hiệu ứng của trong game ấy thì nhìn cũng khá là bắt mắt á. Rồi cố lên, còn một xíu nữa thôi là mình đã hoàn thành rồi. Đó, và trên đường đi các bạn nhớ là nhặt thêm những cái vương miện nha, tại vì vương miện sẽ giúp chúng ta có thể mở khóa thêm những bài hát hay khác nữa. Rồi, ngoài cái màn mặc định này còn có cái màn tăng tốc nữa, là cái nhịp điệu nó sẽ tăng lên ấy, nên sẽ tăng cái độ khó lên. Đó, vừa chơi game cũng như là vừa kiểu như là thử thách bản thân nữa. Rồi mình đã hoàn thành xong cái vòng đầu rồi, giờ tới vòng 2 là vòng bứt phá nè. Đó, giai điệu nó đã nhanh lên rất là nhiều rồi. Rồi giờ thì phải cẩn thận hơn, không có dễ như hồi nãy đâu. Ôi nhanh quá, mình di chuyển quá không kịp rồi. Và mình vừa mở khóa thêm một bài hát mới kìa. Wow, chỉ cần nhặt đủ 500 viên kim cương là mình đã có thể mở khóa rồi. Và để tải game về chơi thì các bạn có thể truy cập vào CH Play hoặc là App Store, sau đó nhập vào từ khóa Dot & Beat. Và sau khi tải game về thì các bạn nhớ đánh giá 5 sao nếu như thấy game giúp mình có thể thư giãn và giải trí sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng nha. Còn bây giờ thì bắt đầu vào video ngày hôm nay thôi. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutiki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Minecraft kỵ sĩ rồng nhá. Và đã có chuyện không hay xảy ra rồi các bạn ơi. Trong lúc mình AFK để cho bé rồng Enchant cũng như là bé rồng nước của mình trưởng thành á, thì một bé rồng Aether của mình đã bị tên Riaruru đại đế này đánh cắp rồi. Và theo như mình nhớ không lầm á, thì tên Riaruru này đó chính là đệ tử của tên Riakuru mà mình tiêu diệt ở ngọn núi thần hôm trước. Tên này bị khờ hay sao á? Nãy giờ mình quánh nhau nhưng mà tên này đâu ra đánh đâu. Ồ, chắc tên này bị khờ rồi. Mà hắn ta lúc trước chỉ là một cái tên khờ thôi, mình đã tha mạng hắn ta rồi. Mà bây giờ hắn đã quay lại đây và bắt cóc bé rồng Aether của mình. Và hiện tại thì mình chỉ còn bé rồng nước nè, bé rồng Enchant, bé rồng bầu trời, bé rồng băng và bé rồng Terra thôi. May mà hắn chỉ đủ sức mạnh để bắt đúng bé rồng Aether thôi á. Phải bắt hết mấy bé rồng của mình hay là giờ mình đã tới nơi kia và tiêu diệt hắn từ lâu rồi. Nhưng mà khoan đã, không biết hắn có kiểu như là mạnh quá không, sợ mạnh quá thì mình đánh không có lại ấy. Nhưng mà không sao, giờ thì mình sẽ vào trong để chuẩn bị đồ đạc và lên đường chiến đấu với hắn ta để đòi lại bé rồng Aether thôi. Còn việc hắn kêu mình là mang theo cái quả trứng rồng lửa trở lại cho hắn thì điều đó hình như là không thể rồi các bạn ơi, tại vì mình lỡ ấp cái quả trứng rồng lửa của hắn thành một bé rồng rồi. Giờ bé rồng cũng đã rất là lớn và nếu như mình trả lại sợ hắn không nhận, với lại mình đã nuôi đến từng này rồi nè, giờ trả lại thì tiếc lắm luôn á. Ủa bé đâu rồi? Ủa? À đây 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 đây, hết hồn, tưởng đâu triệu hồi ra mất tiêu chứ. Ui bé rồng ngủ rồi. Ui tội nghiệp không?
giờ ban đêm rồi còn triệu hồi ra nữa, thôi để bé rồng ở đây ngủ đi, giờ mình sẽ chiến đấu đến khi nào tiêu diệt được hắn ta thì thôi nhá, còn bé rồng chắc mình sẽ không trả lại đâu, tại vì đây là bé rồng mà mình giành được mà đó, và mình cũng đã nuôi nấng đến chừng này nè, với lại mình đâu có dùng bé rồng này với mục đích ác đâu đó, cho nên bây giờ mình sẽ nuôi tiếp bé rồng này và không trả lại cho hắn ta nhá. Rồi tạm thời mình sẽ cho mấy cái này ở đây và cho bé rồng ngủ một giấc ở đó đi. Kế tiếp thì mình sẽ chuẩn bị đồ đạc và chiến đấu với hắn. Mình có vàng nè, chắc mình sẽ chế tạo thêm những quả táo vàng để chiến đấu với hắn dễ dàng hơn nhá, tại vì mình nghĩ cái tên này sẽ rất là mạnh thì mới có đủ sức mạnh để bắt cóc bé rồng của mình ấy. Rồi mình được 4 quả táo vàng rồi. Ok, mình sẽ làm 12 quả táo vàng đi, còn số còn lại mình sẽ cất vào để dành vàng vào những công việc khác nữa. Mình sẽ cất cái quyển sách này ở nhà, cất bàn chế tạo đem theo xô nước nè, amulet thì cất ở nhà luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ bay qua khu vực cái ngọn núi thần hôm bữa mà mình tiêu diệt cái tên tộc trưởng Ryakuru nhá. Cái tên đó thì cũng không quá mạnh, nhưng mà cái tên đồ đệ này có đủ khả năng để bắt trứng rồng, bắt cái bé rồng Arthur của mình á, là không phải dạng vừa đâu ấy, theo như mình nghĩ là vậy. Rồi giờ bay riết qua cái khu vực ngọn núi thần thôi. Đây chính là nơi mà hôm trước mình tha mạng cho hắn nè, và giờ hắn đã chạy đi đâu rồi? Giờ hắn chạy đi đâu mất tiêu rồi. Ui. Chỗ này cũng có đuốc mà đằng kia cũng có đuốc luôn. Chưa, để mình kiểm tra trong đây trước cái đã. Đây là hang cùng, về là có lẽ cái căn cứ là ở bên kia rồi, bên kia có cắm đuốc kìa. Được, bay qua luôn. Rồi, ui. Hắn mượn sức mạnh của những cái tên Wither Skeleton. Wow, ui, mấy tên này khác những tên còn lại nha. Khi đã lên trên mặt đất thì nó đã mất khả năng gây độc rồi, nhưng mà được cái sức mạnh đã tăng lên rồi nè, mình quánh mãi mà không chết. Mặc dù cây kiếm của mình đã rất là mạnh rồi ấy, kiếm mình là thuộc dạng là cực mạnh rồi. Vẫn có thể tiêu diệt được, may quá. Rồi mình sẽ cố gắng tiêu diệt nốt mấy cái tên này cái đã. Nó thấy chưa, kìa mình một phát muốn ngõm luôn rồi kìa. Mình phải mặc cái áo giáp này vô mới được, mặc cái cánh thì nó yếu giáp quá, thành ra hắn quánh mình rất là đau luôn nó. Ui may mà không có gây độc á, gây độc là mình còn mệt nữa. Ui mấy tên này kệ cho hắn ở dưới sông đi, mình sẽ đánh riết riết để còn giải cứu bé rồng của mình nữa. Ôi da, ui cái này chắc mình phải đánh từ từ thôi á, chứ mình mà bị hai tên dập vô một lượt thì thế nào cũng bị ngỡm nha coi à. Ui cẩn thận, ấy da, ui rồi xong rồi, bị kẹp thịt rồi. No, chạy. Ui cái này phải hit and run rồi các bạn ơi, có nghĩa là vừa đánh vừa chạy ấy. Ui. Bình tĩnh nào mấy anh bạn, bình tĩnh nào. Ui mình không có chỗ để ăn táo hồi máu luôn ấy. Ui một tên ơi, cố lên, còn vài tên nữa thôi, hai tên rồi vậy. Ui ở đây có một tên nữa nè, nhưng mà hắn bị kẹt cái đầu vô bức tường rồi. Đỡ quá, kệ hắn đi. Rồi giờ mình sẽ đi tiếp vào khu vực bên trong nhá, ở ngoài này có vẻ clear rồi. Ui chưa hết lại xuất hiện rồi nè. Dám đánh màu một là ngon lắm rồi đó. Rồi cố lên, có vẻ mấy tên này khỏe hơn mấy tên bình thường các bạn ơi, quá trời mạnh luôn ấy. Ui cái này chừng ba tên dí là thế nào mình. Ui còn nữa hả, ui nhiều vậy, ui tưởng đâu bắn cung không được chứ. Rồi khi bị đốt là mình sẽ dễ đánh hơn nè đó. Rồi ok, mình đã tiêu diệt được tên tiếp theo rồi, giờ mình sẽ đi sâu. Vậy là hắn thuê những cái tên Wither Skeleton này á để bảo vệ ở bên ngoài căn cứ. Ui có vẻ bên trong còn rất là nhiều thứ nguy hiểm đang chờ đón mình đây. Dám chặn đường mình hả? Không thể nào chặn đường mình giải cứu bé rồng đâu. Ui đây có một tên nữa nè. Ui mấy tên này căng thẳng vậy, vừa gặp mình nhào vô quýnh mình luôn chứ, ăn tháo vàng mà còn quýnh không lại á. Này ui. Khi mà hắn bị kẹt á, mình mà quýnh hắn một cái là hắn sẽ được giải thoát khỏi cái khói đó. Thì ra là vậy, vậy là mình tốt nhất không nên đụng vào mấy tên bị kẹt đâu, để cho hắn bị kẹt mãi luôn đi, khỏi giải cứu. Rồi, tiêu diệt nè. Ui. Dám đánh mình hả? Dám đánh. Thì ra mục đích mà hắn thuê những cái tên này là bảo vệ cánh cửa bên ngoài kìa. Thì ra là vậy, được. Phá cửa nhà ngươi luôn nè. Rồi chả biết rồng cho. Đường đi ở phía dưới. Được. Ui nữa hả? Lần này tới ba ống tên một lượt gì? Sao quánh lại? Ui hắn còn cầm cái kiếm gì nữa kìa. Thôi, cái này mình phải dùng cách là một một thôi chứ sao giờ. Ui khỏe vậy.
Ui, cái này phải người không vậy? Ui, bắn miết mà không ngỡm hả? Ui, cung mình không có tác gì. Ôi, mình bắn đâu cả chục mũi á, và được một cái đầu của Wither Skeleton cũng như là một cái Wither Ball rồi. Yay. Rồi tiếp tục nào. Mình có cách tiêu diệt rồi. Ui ui, rồi lỡ mình lỡ chọc giận hai ba tên rồi. Ui, mấy tên này khỏe lắm. Trời ơi, mũi tên lửa của mình không có tác dụng luôn á. À, mình có cách rồi. Đây là cách tiêu diệt những tên cao hơn mình nè các bạn ơi. Đó, cao hơn mình hả? Ui, kiếm hắn có cái độ móc kìa, hàng gì quánh mình đau quá trời luôn ấy. Nó. Cái kiếm của hắn ta có cái độ móc ấy. Wow. Này thì thuê Wither Skeleton hả? Ui, mấy tên này khỏe lắm luôn. Wow. Gì mà cũng tiêu diệt không được nè, ăn trái vàng vô cho khỏe coi. Rồi cắm cái đuốc lên cho sáng sáng nè. Tiêu diệt nè. Rồi tiêu diệt được một tên rồi. Yay. Rồi tiếp tục. Hết rồi nè. Wow, hết rồi hết. Ui ui. Còn một tên, hai tên, ba tên, bốn tên. Biết còn nhiều hơn không ta? Ui mình có cách rồi, mình sẽ thử knock back nó xuống dưới cái chỗ cái hồ lava đó coi. Ui, mấy tên này khỏe quá. May mà mấy tên này không có quýnh ra độc á. Tại vì lên trên mặt đất thì nó sẽ không còn sức tấn công có độc giống như là ở dưới nether các bạn ơi. Nó thành ra mình cũng khỏe hơn một xíu. Rồi, giờ thì tiêu diệt gấp mấy tên này rồi xuống dưới giải cứu bé rồng của mình thôi. Mấy tên nhảy ranh này mà dám quánh mình. mình dùng kế thôi các bạn ơi, chứ đánh trực diện đánh không lại rồi. Phải dùng cách này thôi á. Rồi, dùng cung bắn nè. Một mũi nè. Hai mũi nè. Ba mũi. Ui, ba mũi tên của mình mà không nhầm nhòi luôn á, là mấy tên này cực kỳ khỏe luôn. Wow, và kiếm của mình thấy đánh thì nhanh và sức tấn công cũng cao nữa mà còn không thấm mấy tên này á. Đó, thấy chưa? Dám đứng một đội với mình nè. Khỏe cực kỳ luôn. Rồi, nhặt đồ mà nó rơi ra thôi. Rồi, giờ xì xuống dưới và bé rộng của mình kìa. Và còn một cái tên đang đứng đây để canh gác này. Ui, cái cầu này nguy hiểm quá, cái này mình đi không cẩn thận á là lọt xuống đây đi chơi á. Rồi áp sát cái tên này và đánh thắng luôn rồi. Đánh lén các bạn ơi. Giải thoát cho bé rồng của mình. Giải thoát cho bé rồng của mình. Đánh người á, đánh người nè. Đánh người nè. Dám hả? Dám đánh mình hả? Rồi, tên cuối cùng nè. Ui, mấy tên khỏe quá. Chưa, để mình dập lửa đã. Lỡ mà hắn rơi ra đồ mình còn nhặt được đồ nữa. Mình không muốn mất đồ đâu. Rồi, dám ăn cắp bé rồng hả? Ăn cắp bé rồng này. Yeah. Cuối cùng cũng tiêu diệt hết mấy tên nhảy ranh ở bên ngoài rồi. Giờ thì mình sẽ đàm phán với tên này coi để có biện pháp khác để có thể giành lại bé rồng không nhá. Rồi, mình sẽ ăn vô một cái trước đã. Wow, hắn ngồi trên một cái vương miện kêu các bạn ơi. Đây, kim cương vàng các kiểu luôn. Cuối cùng thì ngươi cũng đã đến. Bây giờ ngươi có trả bé rồng cho ta không? Ta không muốn dùng vũ lực với ngươi đâu. Trả bé rồng cho ta mau. Đánh bại ta trước đã. Có vẻ tên này chỉ muốn đánh nhau với mình thôi các bạn ơi. Rồi, không còn cách nào khác thì mình phải chiến đấu với anh ta thôi. Mình chỉ muốn giải quyết cái chuyện này trong yên bình thôi hả? Thì ra hắn sử dụng phép thuật à. Được, thì mình sẽ bắt đầu trận chiến với hắn luôn. Tiếp vô đây. Dám đánh hả? Dám ăn cắp đây đọc. Ui, tên này quýnh ra đọc. Ô, thì ra hắn quýnh ra đọc các bạn ơi. Ô, dám mượn sức mạnh của đọc ở đâu vậy? Trả lại bé rồng cho ta. Dám mượn á. Ui. Ừ, bé rồng vẫn có thể đánh tiếp mình được. Wow, lại đây cho bé rồng đánh tiếp nào. Đó, đánh đi bé rồng ơi. Ô, bé rồng của mình thật là tuyệt. Cạp bé rồng ơi. Cạp hắn ta đi, đúng rồi. Ở đây mình sẽ knock back hắn vào trong gần cái chuồng của bé rồng ơi. Và sau đó thì mình sẽ cho bé rồng đánh hắn ta. Giúp anh đi bé rồng. Đây, mình sẽ cố gắng knock back tên này lại. Cạp bé rồng ơi. Đúng rồi, cạp. Xong kiếm một bích. Đó, ngươi bị kẹp rồi cứ nha. Này thì á, Ryakuru hả? Ryakuru này. Này hả? Ui, bình tĩnh. Ăn cá vài ngô. Tên này khỏe lắm. Ui, bình tĩnh nào anh bạn, bình tĩnh nào, cạp bé rồng ơi, cạp. À, mình có cách rồi, đập luôn. Đây, mình sẽ chui vô đây. Cạp bé rồng ơi, đúng rồi, cạp đi em, cạp hắn ta. Đây, anh kèo cho ngưng cạp nha, cạp hắn ta đi. Hả?
Ủa không cạo được hả? Đây đây, mở mở cái rộng cái chỗ này ra nè, cạo tiếp anh đi. Đúng rồi đúng rồi. Dám đánh ta hả? Ừ đúng rồi, cạo 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 mấy rồng ơi. Tưởng gì rào lại bằng hai chuồng gỗ là sai lầm của nhà ngươi rồi. Đánh ngươi nè, cạo đi mấy rồng. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, bỏ mấy rồng của mình cạo thì khỏi phải bàn luôn á. Ui mình quên đem cái amulet rồi, mình mà có cái amulet ở đây thì mình có thể tiêu diệt hắn rất là dễ luôn á. Tiếp 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 anh bé rồng ơi, tiếp tiếp anh. Hay là mình sẽ đặt cái này ra để cho bé rồng có thêm cái chỗ để đánh hắn ta nhá. Người đã sai khi mà rào bằng cái chỗ này rồi đó. Dám đùa hả? Dám đùa với bộ đôi này hả? Rồi giờ vô mình sẽ ăn miếng táo vàng cái đã. Đúng rồi, cắn đi bé rồng ơi. Đây đây, đứng lên nè. Rồi thoải mái chiến đấu đi. Cắn hắn ta đi. Đúng rồi. Người chỉ có thể bắt được thôi chứ người không thể nào điều khiển được bé rồng nguyên tố của ta đâu. Vì chỉ có kỵ sĩ rồng mới có thể điều khiển được ấy. Cho nên mình bây giờ mình sẽ đánh hắn từ phía sau nhá. Đánh người từ phía sau nè, cho bé rồng cạp luôn. Cạp đi bé rồng ơi, cạp đi em. Đúng rồi, đánh thế này thì người khỏe cái nào thì cũng phải ngõm thôi. Yay, cuối cùng mình đã chiến thắng trong cái trận chiến này rồi các bạn ơi. Bản ta có vẻ là ngõm luôn rồi. May quá. Ui. Bé rồng đi theo mình được nè. Bây giờ mình sẽ về nhà để lấy cái amulet rồi sau đó trở lại bắt bé rồng thôi. Bé rồng hình như không có bị đốt luôn á, mình còn bị đốt nè, còn bé rồng đâu bị đâu. Đúng là rồng tốt của mình mà. Wow, mình đã thành công trong cái trận chiến này rồi các bạn ơi. Nhưng mà cũng rất là vất vả, nếu không có sự giúp sức của bé rồng Arthur á thì chắc mình không có tiêu diệt được cái tên kia đâu. Mình kiểm tra lại đồ của nào. Đầu tiên thì mình có coi cái này là đây là cái kiếm của những cái tên gác cổng nè. Đây là cái kiếm của tên gác cổng hồi nãy. Để coi nào. Ui đúng rồi, cái kiếm cùng móc nè. Wow, mình đã được một cái kiếm cùng móc. Những cái đầu của con Wither, những cái xương Wither nè. Sao phép thuật, mình được một cái sao phép thuật và nước mắt của cái Riaruru hồi nãy. Và cái vương miệng thì mình cũng đã đập ra hết rồi. Và được thêm một cái búa sao kim cương nữa chứ. Wow, búa sao kim cương luôn nè. Ồ, nó có khảm một cái ngôi sao vào giữa cái cây búa này luôn ha. Wow, để mình test thử coi. Wow, đúng là búa sao kim cương. Các bạn coi này. Ủa? Ui nhưng mà nó mau hỏng lắm. Nó chỉ có vài lần dùng thôi hả? Ui búa sao kim cương gì mà mau hỏng vậy? Mặc dù nó đào rất là nhanh luôn nhá. Ui đào một lần cái đường coi kìa. Ồ, tốt thật. Và cái sao phép thuật này chắc mình sẽ có công thức với nó riêng nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ về nhà một cái. Bé rồng ở đây tạm nha em. Mình sẽ lấy cái amulet rồi. Đây amulet đây. Sau đó trở lại cái khu vực hang hồi nãy thôi. Rồi mình sẽ dẫn bé rồng về ấy. Bé rồng, ui. Bé rồng của mình đói chưa ta? Mình cho bé rồng mình ăn cái đã. Như bé rồng mình chắc cũng đói rồi đó. Ồ đói rồi nè. Đây mình sẽ vào trong làm thức ăn cho bé rồng này trước cái đã. Mình coi mình còn thịt không. Thịt. Ui mình hết thịt rồi. Vậy là bây giờ phải lấy thịt á. Nhưng mà đợi mình giải cứu cho bé rồng Arthur trước cái đã. Ui ở đây không có cái điểm. Giờ phải dùng cánh để bay qua rồi. Ôi lại bay thêm một lần nữa. Không sao. Chịu khó đi quay bong bển và giải cứu cho bé rồng của mình thôi. Vậy và sau cái trận chiến này chắc bộ tộc Ria đó không còn tìm đến và cũng như làm phiền mình nữa đâu. Tại vì bộ tộc đó mình đã tiêu diệt hết rồi các bạn ơi. Cuối cùng thì cũng được bình yên rồi đó. Và mình cũng thấy hơi áy náy một xíu á, tại vì dù sao đây cũng là quả trứng của bộ tộc Ria, với lại hắn chỉ muốn giành lại quả trứng rồng thôi hả, mà mình lỡ tiêu diệt hắn ta rồi. Mà thôi kệ, coi như mình tiêu diệt hắn để giải nguy cho phía Overworld đi. Tại vì hắn đã mượn sức mạnh của những cái tên Wither Skeleton ấy, những tên vốn dĩ sống ở dưới Nether thôi, mà hắn dám lôi lên trên đây để làm cái tên gác cổng cho hắn nè. Lỡ sau này hắn có mạnh quá ấy, thì sao mà mình tiêu diệt được. Giờ còn yếu mình còn diệt được á. Đây sẽ cho bé rồng vào trong cái amulet. Rồi. Ui, mặc dù mình tiêu diệt cái tên Riaruru rồi nhưng mà đồ đệ hắn vẫn còn nè. Ây da. Ui, đồ đệ hắn vẫn còn. Ui. Ây da. Ui. Ui, đồ đệ hắn cũng không phải dạng vừa đâu. Ui, nó cầm nguyên cục đá nó đập vô mình kìa. Ui, tên này nguy hiểm vậy. Ui, áo. Bể luôn.
tên này khỏe vậy. Ui, nó kháng lửa, nó kháng mũi tên luôn. Oh my gosh. Ui tên. Ui. 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 Ui, cuối cùng cũng tiêu diệt được các bạn ơi. Và mình được một cái mau thành Tron Leader. Và cái này dùng để chế tạo bộ giáp nè. À, mình chế tạo được cái mũ nè. Ok, để một xíu về nhà mình chế tạo cái mũ của tên hồi nãy coi. Ui, cứ tưởng yên bình rồi nhưng mà không. Một tên đồ đệ của hắn vẫn còn sống ấy. Ui, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Wow, không ổn vậy thì không ổn rồi. Thôi 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 thôi, về nhà gấp thôi. À, đây mình sẽ về nhà một cái. Rồi, ngủ một giấc cho yên nào. Chiến đấu mệt, rất là mệt luôn rồi đó. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo thôi. Và với cái sao phép thuật nữa thì mình có thể nâng cấp cây kiếm laser của mình lên. Đầu tiên thì mình sẽ cho cái sao phép thuật này vào. Kế tiếp cho thanh kiếm của mình vào. Tốn 20 level lận. Nhưng mà cây kiếm của mình sẽ mạnh lên đi rất là nhiều luôn á. Hiện tại coi coi, sắc bén 5 và 13 sức tấn công. Khi mình ép lên thì được thêm 14 sức tấn công hả? Ok, cái này chắc khoan để ép đi. Để mình coi coi còn cách nào để tăng sức mạnh mà không cần dùng sao phép thuật không. Tại vì sao phép thuật này rất là hiếm luôn ấy các bạn ơi. Lâu lâu mới có một cái thôi. Và mình có được một ít cái Tron Leader nào. Mình sẽ thử chế tạo cái nón hồi nãy coi. Đây, kế tiếp là những cái Tusk. Nó chế tạo được cái nón nè. Và nó giảm đi 10% cái project damage. Vậy là cái này nó giảm sát thương của vụ nổ hay sao ấy. Ui. Wow. Cái nón ngầu chưa kìa. Nó có giống như hai cái ngà voi vậy đó các bạn. Wow. Và giảm đi sát thương vụ nổ luôn. Hay hay á. Nhưng mà thôi đi, mặc cái set đồ rồng. Và sau khi đánh nhau với bọn kia thì giáp rồng của mình á đã cũng rần nát mất tiêu rồi nè. Chắc bây giờ mình sẽ chế tạo bộ giáp rồng khác đi để mình mặc, để tránh trường hợp mà không có giáp để mặc khi chiến đấu nữa. Vứt bớt những thứ linh tanh tinh ra. Rồi sau đó mình sẽ cất cái bộ giáp rồng này vào, cất theo thứ tự nhìn cho nó đẹp nhá. Đây, và bộ giáp rồng tiếp theo mình chế tạo á thì mình sẽ chế cái bộ giáp rồng Terra đi. Tại vì rồng Terra thì mình chưa có cái set đồ hết trơn á. Đây, đầu tiên thì mình sẽ chế tạo cái nón trước nha, để coi coi giáp rồng Terra có đẹp không. Ui. Giáp rồng Terra nhìn ngộ vậy, kiểu như mình đang đội cục đất ở trên đầu vậy á. Cái áo coi, cái áo đừng nói giống nguyên cục đất nha. Ui, cái áo nhìn ngộ vậy. Ui, tự nhiên có ít màu nâu với ít màu cam pha với nhau à, chứ không có họa tiết gì đặc sắc hết đó các bạn ơi. Và coi coi mặc vào thì có công năng đặc dị gì không nhá. Rồi, mặc full set đồ này vào. Và khi mình đi thì cũng không có ra hiệu ứng gì hết. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ làm thịt một vài bé bò để có thức ăn cho bé rồng của mình nhá. Mình sẽ search công thức ở đây đi cho nó nhanh. Rồi, đó, 27 luôn. Lần này thì bé rồng của mình ăn cho no bụng luôn nhá. Lâu lắm rồi mới cho bé rồng mình ăn no như vậy. Rồi, giờ mình sẽ cho bé rồng ăn thôi. Nhưng mà chắc mình sẽ cho bé rồng ra một cái chỗ trống trống khác đi. Chỗ này chật quá, sợ bé rồng ăn xong không có tiêu hóa và lớn lên được ấy. Cho nên phải ra chỗ trống trống như vậy nè. Ui, giờ rồng đã bự hơn mình rồi. Không biết có cho mình cưỡi chưa ta. Đây, ra chỗ trống như vậy nhá. Rồi, chuẩn bị ăn nào. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Đã rất là bự rồi đó. Mình sẽ vứt tạm cái tròn này đi. Đó, rồi sau đó mình sẽ coi coi bé rồng đã được bao nhiêu máu rồi. 200 máu, 216 máu với lại lên được stack 3 rồi các bạn ơi. Và cho mình cưỡi rồi nè. Ủa, nhưng mà chưa biết bay. Ôi, bay được rồi. Ô, bé rồng mình đã bay được rồi. Yay. Ô, coi kìa, bay nghiêng người luôn kìa. Đúng rồi. Ui, có thể tạo ra lửa được à. Ô, phun lửa được luôn. Tuyệt lắm bé rồng ơi. Phun lửa được nè. Đó, phải vậy chứ. Rồng là phải vậy. Rồi, và bây giờ mình sẽ làm quen dần dần với bé rồng cái đã. Rồi đi xuống em ơi. Ủa giờ sao xuống? Ủa xuống em ơi. Ây da. Ui, bình tĩnh. Ui. mình chưa biết, chưa học được cách để cho rồng bay xuống. Ui, suýt nữa bé rồng của mình cắm đầu xuống đất rồi. Nguy hiểm ghê á, nhưng mà bé rồng của mình đi đến đâu là sẽ phá hủy block đến đó. Đây, để mình đi lại, còn hồi nãy mình mới phá vài block đất ở đây nè. Nè,
Nó. Ui, bé Rồng đi xuyên lòng đất được nhưng mà mình thì không. Đi cái này chắc có mong mình bị kẹt ngõm luôn ấy. Rồi 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 rồi, giờ cho bé Rồng ăn thêm nào. Mà phải ra chỗ trống cái đã, tại vì chỗ chật chật thì bé Rồng ăn xong không có tiêu hóa và lớn lên được. Đây mình sẽ vứt bớt cái này được rác đi. Rồi, sau đó ra chỗ trống và ăn nhá. Đây lên cái ngọn đồi này nè. Đó, rồi, đáp xuống. Rồi, ở đây nhá. Đây, ăn vào, ăn vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, giờ đã 254 máu và 61 ngày tuổi. Chưa lên được stack 4 các bạn ơi. Giờ stack 3 nhưng mà mình đã cưỡi được rồi. Rất là tốt. Và để coi coi mình được thêm 21 cái khối chân cương này. Không biết có nên chế tạo giáp cho bé Rồng không ta? Rồi một anh đi, kim cương này mình sẽ dùng trong việc khác. Và sau này mình sẽ chế tạo sau nhá. Giờ thì cho bé Rồng ăn nốt luôn thôi. Đó, ăn nốt nha bé Rồng, lâu lâu mới cho ăn no á. Rồi bay thêm một vòng nữa nào. Bay, yay. Cưỡi bé Rồng này á, thích hơn cưỡi Rồng nguyên tố nhiều các bạn ơi. Tại vì nè, nó khi bé Rồng bay thì mình cũng nghiêng người theo luôn. Rất là thích. Giờ mình sẽ bay ra cái vùng biển này để coi coi có con quái nào dám ăn hiếp mình không. Mình sẽ cho bé Rồng này xử đẹp luôn. Không biết cái sức tấn công của bé Rồng này như thế nào nữa. Nhưng mà theo như mình thấy thì rất là tuyệt rồi đó. Có thể phá hủy được block là vui rồi. Bé Rồng nhanh quá, bay phanh không kịp luôn á. Rồi qua đây coi. Vùng đất bên đây. À, ở đây có một tên một mắt nữa nè. Rồi giờ để làm sao để xuống ta? Dừng 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 em ơi, dừng. Đáp xuống được không? Đáp xuống đi em, đáp xuống đi. Đừng bay lên nữa. Đừng bay lên trên không nữa. Bây giờ mình nên... Ui. Mình chưa học... Chưa học được cách để cho bé Rồng đáp xuống các bạn ơi. Rồi từ từ để học sao. Còn bây giờ thì vào đây tiêu diệt cái tên một mắt này trước đã. Bé Rồng này phun một phát làm những block nó biến thành cái khối gì luôn kìa. Rồi tiêu diệt hắn ta đi bé Rồng ơi. Nướng hắn ta nào. Này cái tên một mắt đợt trước anh hiếp mình đó các bạn. Lấy mình lên để cạp vô người luôn. Giờ bất lực rồi, đâu làm gì được mình. Rồi đốt cái tên này thành cái tên một mắt nướng luôn nha. Để coi nào. Ui hắn khỏe lắm. Thôi bé Rồng ở đây nha em. Ở đây đi, anh vào trong anh xử tên này xong rồi anh ra mình về cùng. Rồi nãy giờ bị đốt chắc cũng gần ngõm rồi đúng không? Rồi một nào anh bạn. Thôi bé Rồng ở đây nha em. Ở đây đi, anh vào trong anh xử tên này xong rồi anh ra mình về cùng. Rồi một nào anh bạn. Một nào anh bạn. Thôi mình cũng bó tay với tên kia rồi, hắn chỉ cần một vố thôi là mình lăn ra nằm một đống rồi đó. Ui cái tên gì mà mạnh vậy. Ui đúng là cái tên ăn thịt người mà. Ui hắn cặp. Oh my gosh. Ui cái tên này mạnh lắm. Ôi không quýnh 1-1 đâu. Ngươi chơi ăn thịt người ta không ai mà chơi lại. Kìa. Hắn còn nhe hàm răng ra để hù mình nữa kìa. Ui lắc đầu cái gì. Ăn thịt người ta xong còn lắc đầu nữa. Ui đừng nói có con rồng nước lại đang hiếp mình nha. Cuối cùng cũng tiêu diệt được rồi các bạn ơi. Giờ mình chưa có học được cách để cho bé Rồng đáp xuống. Lần đầu tiên có kỵ sĩ rồng ha, mà biết bay nhưng mà không biết đáp chứ. Rồi giờ mình sẽ lại đây và lút đầu cái tên ăn thịt người này coi. Đây có những cái mana kết ship nè. Nó có thịt cừu mang về cho bé Rồng ăn rồi. Mana kết ship thịt lấy hết về. Và cái tên hồi nãy đâu ta? Ủa tên nãy không có rơi ra đồ à? Ủa tên nãy không có rơi ra đồ hả ta? Kỳ vậy ta. Cái tên hồi nãy không có rơi ra đồ rồi các bạn ơi. Tiếc ghê luôn á, nhưng mà không sao đâu, tiêu diệt được hắn là vui rồi. Và đây cũng là trận chiến đầu tiên của mình và bé Rồng lửa này. Nhưng mà không có được thành công cho lắm, tại vì mình chưa có học được cách để đáp xuống ấy.
Rồi, à, không sao đâu, từ từ mình à, học cách đáp xuống cũng được. Còn bây giờ thì bay một vòng về nhà thôi bé Rồng ơi. Wow. À, để mình coi coi cách nào để đáp xuống ta. Thôi cái này chắc không có đáp xuống được rồi. Cái này mình chỉ có nước nha. Kiểu như là thả rơi tự do các bạn. Đây, rơi tự do xuống nè. Piu. Bẹp. Còn bé Rồng mình đáp xuống theo một cách là cắm đầu xuống đất các bạn ơi. Lần nào cũng cắm đầu xuống đất hết trơn ơi. Rồi ok, giờ mình sẽ vào trong để dọn dẹp đồ một cái. Rồi chúng ta sẽ làm một vài thứ khác nữa nha. Bây giờ mình sẽ lấy toàn bộ cái số sắt mình đang có nè, để có thể chế tạo những cái bộ giáp cho mấy bé rồng của mình nha. Tại vì hiện tại mình có khá là nhiều rồng nhưng mà chưa có mặc giáp các bạn ơi. Tạm thời cho mấy bé mặc giáp sắt đỡ đi. Rồi đầu tiên thì mình sẽ ném mấy cái này lại thành khói trước. Mình có được 41 khói rồi. Giờ mình sẽ làm cái giáp sắt trước nha. Iron. Đây mình sẽ làm coi coi được mấy cái. Một nè. Úi. À cái này mới đúng. Hai nè. Rồi ba cái. Ồ, chắc đủ 4 cái, coi được 5 cái không? Làm 5 cái luôn. Đó, 5 cái. Rồi, sau đó mình sẽ ra ngoài và cho mấy bé này mặc giáp thôi. Bé rồng hoang dã thì mình sẽ cho mặc giáp kim cương. Còn mấy bé này chưa có điều kiện nên sẽ mặc tạm giáp sắt nha. Rồi, đầu tiên là bé rồng Enchant nè. Và các bạn có để ý không? Bé rồng Enchant sẽ có những cái luồng chữ cổ đại nè. Đó, rất là nhiều chữ luôn. Và hiệu ứng rất là đẹp nữa chứ. Và coi coi, bé rồng này là... Ui, rồng Enchant nhưng mà vẫn phun ra lửa nha. Còn coi bé rồng nước coi, mặc giáp vào. Ồ, rồng nước phun ra nước thiệt nè. Ui, tưởng đâu rồng nước phun ra lửa là hơi sai á. Rồi tạm thời đi xuống một cái. Ui ui. Rồi đáp xuống nào. Đó, rồng nguyên tố thì khá là dễ điều khiển, còn rồng hoang dã thì chắc phải mất nhiều thời gian hơn để có thể kiểm soát được cái tốc độ bay ấy. Rồi cái tiếp là rồng bầu trời, không, rồng xanh lai chứ. Đó, có giáp sắt liền. Cái tiếp là bé rồng băng này, rồng băng thì có làn da màu trắng sẵn rồi. Giờ cho thêm cái giáp sắt nữa nhìn nó hơi bị tẹp màu các bạn ơi. Rồi, cuối cùng là rồng Terra thôi. Đó, như vậy thì đàn rồng của mình đó đã có hết giáp sắt rồi nè. Đó, từ rồng Enchant, rồng nước, rồng xanh lai, rồng lửa nè, rồng băng đến với rồng Terra luôn. Nhưng mà có duy nhất là rồng Aether là chưa có thôi. Mà trong khi rồng Aether là rồng đầu tiên mình thuần phục nữa. Cho nên chắc mình sẽ vào trong để làm nốt một cái giáp nữa nha. Để cho full giáp sắt trước cái đã. Sau này có điều kiện chắc chắn thì mấy bé sẽ được nâng cấp lên giáp kim cương luôn. Rồi giờ mình sẽ vào đây. Coi nào. Đây công thức là như vậy. Búp. Đó, có thêm giáp sắt rồi nhá. Rồi và mình sẽ lấy thêm cá ra bên ngoài. Tại vì mình muốn thử coi mấy bé này có kiểu như là giao phối với nhau được không ấy. Nếu dịch là giao phối với nhau được thì chắc mình sẽ có rất là nhiều trứng luôn. Rồi đầu tiên cho hai bé rồng này ăn coi. Nhưng mà phải kiểm tra giới tính trước nhá. Đây cái này là female này. Cái này là male. Rồi ổn ổn. Ăn đi. Rồi đến với nhau đi. Ủa không chịu hả? Hay là đang đói? Ồ, như bé này không chịu rồi. Hả? Ồ. Được không? Thì mình thử mở khóa cái này coi. Đó. Coi mấy bé có giao phối không nhá. Rồi cho ăn nè. Rồi đến với nhau đi. Có vẻ là không rồi, thấy hai bé này thấm thiết với nhau vậy mà sao không có chịu đẻ ta. Giờ mình phải nghiên cứu cách để cho mấy bé rồng này giao phối với nhau các bạn ơi. Ui, đừng có đi lạc, ngồi xuống. Ui, khoan, bé rồng ơi, bình tĩnh nào. Anh sẽ cho ăn lần xuyên mà, đừng có ăn hết bầy bò của anh. Anh chỉ có một bầy bò duy nhất này thôi á, có vài con à. Mà ăn hết hả, sau này em có đồ ăn cho mấy em đấy. Rồi, giờ mình sẽ cho bé rồng Aether ăn cái đã. Đây, rồng Aether mặc cái giáp sắt vào. Xong, như vậy mình đã có full một dàn rồng sắt rồi các bạn ơi. Đó, rồng là phải rồng sắt luôn nhá. Còn có duy nhất bé rồng này là rồng kim cương thôi. Nhưng mà chỉ mới có cái mình với cái đầu à. Cánh với đuôi thì chưa có được bảo vệ bằng kim cương. Nhưng mà không sao, từ từ cũng sẽ có.
Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã giải cứu thành công cho bé rồng Arthur, cho bé rồng hoang dã này ăn lên đến step 3 và bây giờ mình đã có thể cưỡi được rồi nè. Vậy và trong thời gian sắp tới mình sẽ cho bé rồng này lên level max luôn, cũng như là cố gắng tìm thêm khoáng sản cho mấy bé rồng này có bộ giáp kim cương mà mặc nhá. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.